kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 6 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ mùng 1 tháng 7 tới đây, các trường hợp đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn 30m², nếu không tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sẽ được cấp sổ đỏ. Chưa thực hiện việc xử lý vi phạm đối với người đi mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn từ ngày mai 15 tháng 6. Dù thông tin 30% hoa quả Trung Quốc tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm thuốc trừ sâu khiến nhiều người dân e ngại, nhưng lượng hàng rau củ quả Trung Quốc đổ về đây vẫn không giảm. Một báo cáo vừa được giải mật của Mỹ tiết lộ thông tin gây chấn động rằng nước này từng suýt hứng chịu một thảm họa bom hạt nhân nghiêm trọng hơn cả hai vụ nổ tại Nhật Bản hồi Thế chiến thứ hai. Tình yêu bóng đá bất tận của một cổ động viên Hà Lan sống tại Mỹ, người tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn tự mình lái xe hơn 20.000 km đến Brazil để cổ vũ cho đội bóng nước nhà. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trưa nay một vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Hagibis. Đây là cơn bão số 1 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2014. Theo các chuyên gia khí tượng, bão số 1 không có khả năng đổ bộ vào Việt Nam mà sẽ tiến thẳng vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Hiện nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do đó, bão tiếp tục duy trì cường độ và hướng đi, tiến thẳng vào phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, rồi suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Như vậy, bão số 1 ít có khả năng đổi hướng và sẽ không ảnh hưởng tới Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Đặc biệt, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981, hoàn lưu bão số 1 cũng sẽ gây mưa rào và dông mạnh, biển động rất mạnh và có khả năng xảy ra lốc xoáy trong cơn dông. Thời tiết mưa dông, tầm nhìn hạn chế từ 4 đến 10 km sẽ gây bất lợi cho tàu thuyền của lực lượng cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981. Vì vậy, cần theo dõi sát sao những ảnh hưởng của bão để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trên tàu. Đắk Rông là con sông nổi tiếng ở Quảng Trị, từng đi vào các câu thơ bài hát thời kháng chiến chống Mỹ với một hình ảnh êm đềm hiền hòa. Tuy nhiên, những năm gần đây, do thời tiết khắc nghiệt và ảnh hưởng của các đập thủy điện, thượng nguồn con sông này đã bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hàng trăm hecta đất canh tác, gây khó khăn cho đời sống của người dân. Đợt lũ quét diễn ra vào tháng 9 năm 2009 ở thượng nguồn sông Đắk Rông đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cuộc sống và sản xuất của người dân xã A Ngo, huyện Đắk Rông. Hàng chục ngôi nhà bị sập đổ, hư hại, hầu hết gia cầm gia súc của người dân sinh sống ven sông bị lũ cuốn trôi. Cơn bão số 9 năm 2009 vừa rồi cũng là bị sạt lở đất cũng khá nhiều, cho nên nhiều hộ gia đình cũng bị thiệt hại. Riêng nhân bản thân nhà của tôi thì hiện tại cũng đang di chuyển bên kia sông lại để tìm kiếm cái đất sản xuất. Không có đất sản xuất và đời sống của gia đình rất khó khăn. Từ đợt lũ quét năm 2009 cho đến nay, tần suất lũ ở thượng nguồn sông Đắk Rông ngày càng tăng cao và diễn ra hàng năm. Lũ quét đã làm cho bờ tà sông Đắk Rông lấn sâu vào đất liền, có nơi lên đến 100 mét, kéo dài trên 2 km. Chỉ cần một trận mưa lớn là lũ diễn ra, nước chảy mạnh lắm, bà con phải chạy lên vùng cao, mất hết trâu bò lợn gà. Làm thế nào đó chứ đời sống của bà con khó khăn lắm rồi. Không chỉ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, sạt lở đất kéo dài đang đe dọa trực tiếp đến đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, đoạn đi qua xã A Ngo. Hiện nay trên tuyến đường này đã có một số điểm sạt lở lấn sát mặt đường gần 1 mét, tạo nên những bờ vực sâu rất nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Được tình hình sạt lở như hiện nay thì mỗi khi mà mưa lũ đến thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị túc trực là cắt các lực lượng là chuẩn bị là di dời dân ra khỏi cái vùng mà nguy hiểm sạt lở này và cũng đã nhiều lần chúng tôi là ký kiến lên cả cấp là đề nghị là một là xây lại cái kè này xây dựng kè, hai là nắn lên kè, nhưng mà cũng chưa có cả cấp nào trả lời. Một mùa mưa lũ mới đã đến, song những người dân ở đây chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gồng mình gánh chịu cơn thịnh nộ của tự nhiên.
Một tin vui cho không ít những hộ gia đình đang hoặc là muốn sở hữu đất có diện tích nhỏ. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Nghị định 43 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai sẽ có hiệu lực. Và theo đó, các trường hợp đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn 30m² sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo Nghị định 43, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 không có giấy tờ nhưng không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sẽ được cấp giấy tờ nhà đất. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch cũng sẽ được công nhận quyền sử dụng đất. Nghị định 43 cũng mở ra quy định cấp giấy tờ nhà đất cho trường hợp có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Theo đó, thửa đất đang sử dụng nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tức là nhỏ hơn 30m², nếu không tranh chấp, có đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất, mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn 30m² thì sẽ không được công chứng và cấp giấy tờ nhà đất. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội Triệu Trái Tim Hướng Về Biển Đảo Quê Hương do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham dự. Đó cũng là thông điệp từ triệu tấm lòng thanh niên và người dân thành phố mang tên Bác gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa Trường Sa của Tổ quốc. Tại ngày hội thì hơn 2.000 thanh niên đã tham gia đồng diễn ca khúc về biển đảo, nhắn tin ủng hộ chương trình Chung Sức Vì Biển Đảo Quê Hương thông qua tổng đài 1409 và cùng chung tay góp quỹ Chung Sức Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đông. Ngày hội còn có triển lãm ảnh khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam, hội thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, diễn đàn biển Việt Nam, sóng Việt Nam, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay. Ban tổ chức cũng trao tặng 500 suất học bổng cho con em chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và ngư dân, tặng 5 bộ máy iCom cho ngư dân trẻ đi biển. Ngày hội là dịp hàng triệu thanh niên, người dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi đi thông điệp hướng về biển đảo cùng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa, đấu tranh trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam. Tàu cảnh sát biển 8001 sẽ trở thành một bệnh viện trên biển. Mô hình bệnh viện này đưa vào sử dụng sẽ hỗ trợ rất lớn cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam khi vừa làm nhiệm vụ chấp pháp, vừa cấp cứu kịp thời cho ngư dân bị nạn trên biển. Mô hình bệnh viện trên tàu cảnh sát biển 8001 được triển khai, bao gồm một phòng phẫu thuật, một phòng hậu phẫu, 16 giường bệnh và gần 20 nhân viên y tế. Ông Nguyễn Trường Sơn, Viện trưởng Viện Y học Biển Việt Nam, người trực tiếp tham gia triển khai mô hình bệnh viện trên con tàu này cho biết, điều quan trọng nhất là chuẩn bị các trang thiết bị y tế đáp ứng cho các phòng bệnh trên con tàu này. Để có thể cấp cứu cho ngư dân bị nạn trong điều kiện sóng to gió lớn thì không phải đơn giản và hoàn toàn khác so với trên đất liền. Các trang thiết bị dành cho phòng phẫu thuật và các phòng bệnh còn lại sẽ được thiết kế và bố trí chắc chắn để không bị xô đẩy trong khi di chuyển ngoài khơi. 8001 là tàu tuần tra trên biển lớn nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay. Tàu được đưa vào sử dụng từ đầu tháng 5 năm 2014. Tàu được trang bị các dụng cụ cứu nạn, cứu hộ rất hiện đại như xuồng cứu sinh xuyên lửa, hai vòi rồng phun nước tốc độ cao và nhiều vũ khí tối tân khác. Theo số liệu mới nhất của Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương, ở nước ta hiện nay có từ 20 đến 50% người dân bị nhiễm giun sán. Với tỷ lệ này, Việt Nam hiện đang là nước có số người nhiễm giun sán đường ruột cao ở châu Á. Và hệ lụy là thể trạng người Việt Nam ít được cải thiện, đồng thời các bệnh mãn tính do các loài ký sinh trùng này gây ra không hề thuyên giảm trong cộng đồng. Hiện nay nước ta có khoảng 20-40 triệu người dân nhiễm giun sán, tỷ lệ trẻ em nhiễm giun sán ở khu vực phía Nam là 10-50%, trong khi ở phía Bắc có nơi tới hơn 80%. Ước tính hàng năm người dân Việt Nam mất đi 1,5 triệu lít máu và 15 tấn lương thực vì giun sán. Nhiễm giun sán ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, tinh thần và trí tuệ con người, ảnh hưởng trực tiếp đến các thai nhi khi bà mẹ bị nhiễm giun trong thời kỳ mang thai. Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương khuyến cáo người dân nên có thói quen tẩy giun định kỳ cho gia đình tối thiểu 6 tháng một lần. Việc tẩy giun không chỉ thực hiện đơn lẻ cho mỗi cá nhân mà phải thực hiện cho cả gia đình vì khả năng tái nhiễm chứng giun từ môi trường và cộng đồng là rất cao. Để giúp người dân ghi nhớ lịch tẩy giun định kỳ, Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương đề nghị suốt 2 ngày tẩy giun trong năm là ngày 6 tháng 1 và 1 tháng 6, hay còn gọi là chiến dịch 6116.
nhiều cơ sở tiêm chủng tại Hà Nội đang trong tình trạng khan hiếm vaccine. Đáng nói, đang trong thời điểm nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, thì đây không phải là lần đầu tiên ngành y tế thủ đô để xảy ra tình trạng này. Phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội hiện đã hết sạch các loại vaccine 5 trong 1, 6 trong 1 và vaccine phòng thủy đậu. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, các loại vaccine này tuy mới được cung cấp nhưng với số lượng hạn chế trong nửa đầu tháng 6 và chỉ đủ sử dụng cho các trường hợp tiêm nhắc lại. Còn các trẻ bắt đầu tiêm chủng đều được tư vấn tiêm mũi vaccine đơn thay vì sử dụng vaccine phối hợp 5 trong 1 hay 6 trong 1. Tuy nhiên đến nay, kể cả những trẻ tiêm nhắc lại cũng không có vaccine. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, số ca mắc thủy đậu trong nửa đầu năm 2014 đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do nhà cung cấp thay đổi hình thức vaccine thủy đậu nên vaccine phòng bệnh đã hết từ tháng 10 năm 2013. Đến tháng 5 vừa qua mới được cung cấp trở lại nhưng chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu. Tại các cơ sở tiêm chủng khác như tại 50C Hàng Bài hay Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các loại vaccine trên cũng không đáp ứng đủ nhu cầu tiêm chủng cho trẻ. Theo kết quả kiểm tra của Chi cục Bảo vệ Thực vật Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2014, có đến 30% trái cây Trung Quốc tại thị trường thành phố bị nhiễm thuốc trừ sâu. Đây là một con số nghiêm trọng bởi những tác hại của thuốc hóa học có thể dẫn đến những ngộ độc mãn tính cho con người. Tình trạng này cho thấy người tiêu dùng và các cơ quan chức năng cần phải quyết liệt hơn nữa với những mặt hàng kém chất lượng, đặc biệt là trái cây Trung Quốc bị nhiễm độc, ghi nhận của nhà phóng viên VTC14. Phần lớn trái cây của chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình đều lấy nguồn hàng từ chợ đầu mối Thủ Đức. Cho đến thời điểm này, nhiều người tiêu dùng đã từ chối trái cây Trung Quốc. Các mặt hàng trái cây nhập khẩu cũng không còn nhiều. Nói chung người ta nghe Trung Quốc là người ta không mua rồi đó. Cho nên dạo này bên hàng chợ giống như tiểu thương của tụi mình bán này giờ cũng ít mua hàng Trung Quốc về bán. Tính đến tháng 6 năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, có 30% trái cây Trung Quốc bị nhiễm độc thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản. Lượng thuốc này tuy nằm trong giới hạn cho phép, nhưng tích lũy lâu ngày sẽ gây ra ngộ độc mãn tính cho người tiêu dùng. Những loại trái cây Trung Quốc được ưa chuộng nhất cũng chính là những loại có nhiều thuốc bảo quản nhất. Táo, lê, cam trước đây được tiêu thụ rất mạnh vì giá thành rẻ hơn trái cây Mỹ. Người tiêu dùng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm hoặc màu sắc để phân biệt lựa chọn. Quýt Việt Nam mình thì lúc nào nó cũng có màu xanh với lại quýt tiều thì màu vàng, mà quýt Việt Nam mình lúc nào cũng có cành lá hết. Cam á, cam Trung Quốc á, trái nó bóng mà một đêm á là nó qua sao nó vàng thật luôn. Tự bỏ nó qua nó ướp thuốc á, mà nó cái mấy cái hàng kia á, thì nó làm là rất là lâu, bảo quản lâu lắm. Còn cam nó làm không được, 2-3 ngày là thúi hết. Một mặt hàng trên thị trường mà nếu người tiêu dùng ủng hộ thì nó phát triển. Nếu mà người tiêu dùng không ủng hộ thì dần dần nó sẽ là ít đi, hoặc nó là xong nó không còn nữa, nó sẽ mất đi. Thế là xong là nhận thức của người tiêu dùng như thế nào đối với hàng Trung Quốc mà nó nhiễm độc như thế này thì chính người tiêu dùng sẽ quyết định. Công tác lấy mẫu kiểm tra vẫn được thực hiện thường xuyên nhưng không thể kiểm soát toàn diện với mức độ nhập khẩu trái cây tại thành phố. Với những mặt hàng kém chất lượng và nhiễm độc, rõ ràng cần phải ngăn chặn ngay từ cánh cửa đầu tiên vào thị trường bằng việc thiết lập rào cản về kỹ thuật. Nếu như kiểm soát ngay tại cửa khẩu mà có dư lượng thì chắc chắn nó sẽ dư lượng ở mức độ cao. Tại sao bây giờ sao phải là đặt cái hàng rào kỹ thuật để là hạn chế lại? Thế mình cũng đang tính toán điều đó. Nhưng mà để là sao mà để thực hiện cái hàng rào kỹ thuật trong cái trái cây thì cũng còn thời gian dài chứ không nhé. Sự nguy hại với cộng đồng khi sử dụng trái cây nhiễm độc là hữu hình. Trong khi chưa thể ngăn chặn một cách triệt để, người tiêu dùng cần phải tỉnh táo lựa chọn những sản phẩm an toàn. Và đây cũng là cơ hội để trái cây trong nước khẳng định chất lượng, trong khi trên thị trường đang có đến 80% trái cây Trung Quốc nhập khẩu. Sáng nay tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã tiếp tục thông xe thêm 3 gói thầu thuộc dự án cao tốc Nội Bài Lào Cai với tổng chiều dài 48,6 km, rút ngắn khoảng cách từ Lào Cai đi Yên Bái xuống chỉ còn 100 km. Đoạn thông xe thuộc nút giao IC14 tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đến nút giao IC16 thuộc xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay phương tiện từ Lào Cai về các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ chủ yếu lưu thông trên quốc lộ 4E và quốc lộ 70.
việc khai thác đoạn tuyến trên của cao tốc Nội Bài Lào Cai góp phần làm tăng khả năng lưu thông, giảm tai nạn và rút ngắn thời gian so với tuyến đường hiện hữu từ 1 đến 1,5 giờ. Ngoài ra, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ tiết kiệm tối đa nhiên liệu và đảm bảo an toàn do tuyến đường được thiết kế hai chiều riêng biệt, thông thoáng, có các điểm giao cắt khác mức với các tuyến đường khác. Dự kiến trong tháng 8 tới đây, tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai dài nhất Việt Nam sẽ được thông xe toàn tuyến với tổng chiều dài khoảng 250 km. Liên quan đến việc xử phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, trao đổi với VTC14, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, ngày mai 15 tháng 6 vẫn chưa tiến hành xử phạt mà lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chỉ dừng xe nhắc nhở người dân. Theo kế hoạch ban đầu, việc xử lý người tham gia giao thông bằng xe máy điện, xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 tức ngày mai. Tuy nhiên, để người dân có thêm thời gian chuẩn bị, thời hạn chính thức phạt đã được lùi đến ngày 1 tháng 7 năm 2014. Còn trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền và tăng cường các biện pháp kiểm tra xử lý đối với những doanh nghiệp cá nhân sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Đồng thời tiến hành dừng xe nhắc nhở những người đi xe máy điện, xe đạp điện đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi lưu thông trên đường. Ngoài mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn do người tham gia giao thông đội cũng sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng cho biết, trước mắt chỉ xử phạt những trường hợp đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn mà có thể nhận biết bằng mắt thường. Ngày 8 tháng 6 vừa qua, cầu Vĩnh Thịnh, cây cầu vượt sông dài nhất cả nước đã được chính thức thông xe trong sự chào đón và phấn khởi của người dân. Không còn phải chờ đợi những chuyến phà sang sông, giờ đây việc đi lại đã thuận tiện và thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cầu mới đưa vào khai thác đã bắt đầu xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông. Một phần nguyên nhân lại là do sự tò mò và hào hứng của người dân đối với cây cầu mới. Một tuần kể từ khi cây cầu Vĩnh Thịnh, cầu vượt sông dài nhất Việt Nam được thông xe, chưa lúc nào trên cầu vắng bóng người đến tham quan, ngắm cảnh. Có những cụ ông đã ở cái tuổi gần đất, xa trời, cũng không ngại đạp xe hàng chục cây số để được tận mắt ngắm nhìn cây cầu mới. Có những người chỉ tình cờ đi ngang qua cầu cũng nán lại để ngắm cảnh. Phấn khởi quá. Trước đây tôi đi ta Vĩnh Thịnh pha đấy là con phải tranh cãi phức tạp lắm. Vất. Bây giờ sao ạ? Bởi vì thoải mái quá, ngoài 70 vẫn đạp xe tứ tứ trưng ra đây đơn giản. Tốt. Tôi đi qua rất nhiều cầu. Từ coi là Vĩnh Ninh, Quảng Bình hoặc là từ Bình Trị Thiên trở ra. Nhưng mà ngược lại tôi thấy cầu này phấn khởi nhất và đồng thời còn là có lẽ là cũng nào tôi được chứng kiến cầu này có lẽ là cầu cuối đời. Sự hào hứng của người dân đối với cây cầu vượt sông dài nhất cả nước cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều này lại vô tình gây ra tình trạng mất an toàn giao thông. Dọc hai bên thành cầu, người dân thoải mái dừng xe ngắm cảnh, bất chấp xe cộ qua lại. Không chỉ xe máy mà cả xe ô tô cũng dừng trên cầu. Còn những người bán bánh dạo thì dù biết quy định không được bán hàng trên cầu, nhưng vẫn xuất hiện tại đây với lý do tò mò với cây cầu mới. Cứ ai cho được phép bán hàng ở đây được cả. Vâng, đấy chỉ có đây chừng qua là ngồi đây thì cứ chị em bây giờ cầu mới thì chỉ mọi người để quan tâm đến thì cứ ngắm cảnh đi thôi chứ còn đi con chưa ai xác định là bán hàng được đây cả. Ai cho phép bán hàng đây? Không chỉ việc dừng đỗ tràn lan trên cầu gây mất an toàn mà nguy hiểm hơn, người dân địa phương lợi dụng việc cầu chưa hoàn thiện hết nên đã tự ý mở giải phân cách mềm, ngăn cách giữa hai bên đường D và cầu để đi cắt ngang qua mặt cầu, thay vì đi qua cống chui dân sinh. Nguy hiểm chứ, tại vì người sau này tốc độ ra chạy lớn, người ta xuống dốc mà mình đi ngang sang phanh không kịp, thì nó có thể va chạm vào nhau. Thêm một cây cầu, thêm một niềm vui, thêm sự thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Giờ đây, khi đi từ thị xã Sơn Tây, Hà Nội sang huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, chỉ mất tầm 15 phút đi xe máy, thay vì cả tiếng chờ đợi đi phà như trước đây. Thuận tiện hơn, nhưng cũng phải đồng nghĩa với an toàn hơn. Vì vậy, đơn vị quản lý cầu và chính quyền địa phương
cần nhanh chóng có những giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông trên cầu, không để những sự việc đáng tiếc xảy ra khi cây cầu vừa mới được đưa vào khai thác. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết chỉ từ hôm 10 tháng 6 đến nay đã có khoảng 500.000 người dân, kể cả quân nhân Iraq phải rời bỏ nhà cửa ở thành phố Mosul do lo sợ bạo lực gia tăng sau khi khu vực này bị rơi vào tay của lực lượng phiến quân Thánh chiến Hồi giáo. Những kẻ tham gia cuộc tấn công thuộc lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông, còn gọi là ISIL, một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Người dân tại thành phố lớn thứ hai của Iraq cho biết cờ của phiến quân được treo khắp các tòa nhà, còn lực lượng Hồi giáo phát loa phóng thanh tuyên bố họ đến để giải phóng thành phố. Trong một diễn biến liên quan, hôm qua Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông cần vài ngày để suy nghĩ về cách Mỹ có thể hỗ trợ Iraq. Tuy nhiên, ông Obama cũng đã loại bỏ khả năng Mỹ đưa quân vào nước này và nhấn mạnh rằng bất kỳ một sự can thiệp nào cũng sẽ kéo theo việc nhiều thủ lĩnh các nhóm phiến quân tại đây tham gia vào các cuộc nổi dậy. Ngày hôm qua, Tokyo đã kêu gọi Bắc Kinh lập tức khởi động đường dây nóng an ninh hàng hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Động thái này được đưa ra 2 ngày sau vụ chiến đấu cơ của hai quốc gia này bay sát nhau trên khu vực có tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói với báo giới rằng chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đang tiến rất gần tới thỏa thuận về chi tiết của cơ chế liên lạc như vậy. Theo ông, đường dây nóng có thể hoạt động ngay sau khi chính phủ hai nước đồng ý. Phát biểu hôm 12 tháng 6, đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản lạc quan trước khả năng đường dây nóng sẽ đi vào hoạt động. Gần đây, giữa Nhật Bản và Trung Quốc thường xuyên xảy ra các sự cố áp sát máy bay sau khi Trung Quốc đơn phương thiết lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Hoa Đông, bao trùm cả quần đảo tranh chấp Điếu Ngư hay Senkaku, theo cách gọi của Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. Chính quyền quân sự Thái Lan ngày hôm qua đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để ủng hộ ngành du lịch trong bối cảnh tình hình trong nước đã được cải thiện. Trong một tuyên bố trên truyền hình, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan cho biết, để tạo thuận lợi cho bầu không khí du lịch tại Thái Lan và giảm bớt gánh nặng đối với cuộc sống hàng ngày của người dân, quân đội đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm đối với toàn bộ các tỉnh còn lại. Lệnh giới nghiêm trước đó được áp dụng tại 47 tỉnh thành. Trước đó, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan thông báo quyền lực sẽ được chuyển giao cho một chính phủ vào tháng 8 tới. Và đây là một phần của kế hoạch 3 giai đoạn để hòa giải, thành lập chính phủ và bầu cử, nhưng không cho biết chính phủ sẽ gồm các quan chức dân sự hay quân sự. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một máy bay vận tải quân sự của không quân nước này đã bị các phần tử ly khai thân Nga dùng tên lửa bắn hạ ở thành phố Luhansk ở miền đông nước này, làm 49 người thiệt mạng. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay vận tải IL-76 chở các nhân viên quân sự, máy móc, trang bị và vật phẩm đang tiếp cận sân bay Luhansk thì bị súng phòng không và súng máy hạng nặng tấn công. Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết ít nhất 49 người đã thiệt mạng, bao gồm 9 phi công và 40 lính dù. Ông này cho biết thêm, đây là thông tin ban đầu, chi tiết về số người có mặt trên máy bay vẫn đang được kiểm chứng. Bộ Quốc phòng Ukraine đã gửi lời chia buồn đến thân nhân các binh lính tử nạn. Trong khi đó, lực lượng tự vệ tại Lugansk đã xác nhận rằng họ đứng đằng sau vụ bắn hạ trên máy bay nói trên khi nó chuẩn bị hạ cánh xuống một sân bay tại đây. Đây là những hình ảnh được ghi lại trước khi chiếc máy bay cất cánh. Chiếc IL-76 là máy bay vận tải quân sự hạng nặng với 7 phi công và có thể chở tới 167 binh sĩ cùng với các loại vũ khí. Vụ việc diễn ra chưa đầy một tuần sau khi phong trào nổi dậy thân Nga mà hàng loạt các cuộc tấn công vào lực lượng quân chính phủ ở sân bay quốc tế Luhansk. Sân bay này đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội, trong khi hầu hết các khu vực còn lại của thành phố do quân nổi dậy chiếm đóng. Thành phố Luhansk nằm sát biên giới Nga, là một thành phố chính ở khu vực miền đông, đang trong tình trạng bất ổn với các cuộc biểu tình đòi độc lập khỏi chính quyền Kiev. Theo người phát ngôn của gia đình tỷ phú Rockefeller, Richard Rockefeller, người vừa tử nạn trong vụ tai nạn máy bay hôm 13 tháng 6 vừa qua, đã tự lái máy bay tới tham dự kỷ niệm sinh nhật lần thứ 99 của cha mình. Năm nay 65 tuổi, ông được cho là một phi công giàu kinh nghiệm. Chiếc máy bay đã rơi tại vùng Westchester vào sáng ngày 13 tháng 6 sau khi cất cánh khỏi sân bay khoảng hơn 1 km. Richard Rockefeller, 65 tuổi, phi công duy nhất trên máy bay đã thiệt mạng. Được biết, chiếc máy bay đã biến mất khỏi radar và nhân viên kiểm soát mặt đất mất liên lạc với phi công. Cảnh sát trưởng Hart Harrison cho hay chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh, một số mảnh còn bị mắc trên cây. Ông Rockefeller gặp tai nạn khi tự lái máy bay tới Portland, bang Maine sau khi dự sinh nhật lần thứ 99 của người cha David Rockefeller
và là người xếp thứ 193 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất nước Mỹ của Forbes với tài sản trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền Mexico đã ban bố tình trạng báo động sau khi một nhóm vũ trang đã đánh cắp thiết bị chứa chất phóng xạ nguy hiểm từ một cơ sở nghiên cứu nhà nước. Bộ Nội vụ Mexico cho biết một thiết bị chứa chất phóng xạ Cesium-137 và Americium Berylli đã bị đánh cắp từ nhà kho một cơ sở nghiên cứu của chính phủ ở ngoại ô thủ đô Mexico City. Một nhóm tay súng không rõ danh tính đã xông vào nhà kho của Phòng Thí nghiệm Xây dựng Quốc gia ở Tultitlan và lấy đi thiết bị này. Nhà chức trách đã gửi cảnh báo tới chính quyền địa phương thủ đô Mexico City và hàng loạt bang trên toàn quốc. Tháng 12 năm 2013, một nhóm có vũ trang cũng đã đánh cắp một chiếc xe tải chở Coban 60 từ một bệnh viện tại thành phố Tijuana tới một trung tâm chất thải phóng xạ. Coban 60 được dùng trong xạ trị. Chính quyền Mexico đã tìm thấy chiếc xe tải vài ngày sau đó và bắt giữ 6 kẻ có liên quan đến vụ đánh cắp. Trong báo cáo vừa được giải mật hồi giữa tuần do Cục Lưu trữ Văn khố An ninh Quốc gia Mỹ Lầu Năm Góc thừa nhận, nước này đã thoát thảm họa trong gang tấc sau sự cố bom hạt nhân rơi xuống bang Bắc Carolina. Theo đó, thì một quả bom nguyên tử với sức công phá lớn gấp 260 lần quả bom hủy diệt thành phố Hiroshima của Nhật trong Thế chiến thứ hai suýt nổ tại đây vào năm 1961. Vào đêm ngày 23 tháng 1 năm 1961, một chiếc B-52 của Không quân Mỹ đang thực hiện một chuyến bay thường lệ trên bầu trời miền Đông Bắc bang Carolina thì gặp sự cố nghiêm trọng ở cánh phải, rồi gãy đôi. Hai quả bom hạt nhân Mach 39, mỗi quả có sức nổ tương đương 4 triệu tấn TNT, nhanh chóng lao thẳng xuống đất. Cả hai quả bom có sức hủy diệt hàng loạt, lúc đó đã tiến gần đến ngưỡng phát nổ. Quả thứ nhất đã được bung dù và tiếp đất một cách nhẹ nhàng, nhưng có đến 3 trong số 4 công tắc an toàn bị hỏng. May mắn, công tắc cuối cùng đã kịp bật lên và ngăn chặn bom phát nổ. Trong khi đó, quả bom thứ hai lao vùn vụt xuống đất. Nếu không có gì thay đổi, sức mạnh từ vụ va chạm sẽ đẩy nó vào trạng thái lên nòng. Một lần nữa, may mắn tột cùng lại mỉm cười với nước Mỹ khi bộ phận cần được kích hoạt để khai hỏa đã bị hư hại do chấn động. Nếu phát nổ, phạm vi tàn phá và mức độ hủy hoại sẽ còn thảm khốc hơn những gì đã xảy ra năm 1945 ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Theo các chuyên gia, nếu bom phát nổ, bụi phóng xạ có thể lan tới thủ đô Washington DC cũng như các thành phố Baltimore, Philadelphia và New York, đe dọa mạng sống của hàng triệu người. Tuy nhiên, nhờ một loạt hỏng hóc đầy may mắn mà một phần rộng lớn của nước Mỹ đã thoát được nguy cơ bị san bằng cũng như hứng chịu ô nhiễm phóng xạ trong thời gian dài. Đất nước châu Phi Cameroon chỉ có khoảng 30 bác sĩ chuyên về tim mạch cho dân số 20 triệu người và tình hình ở vùng nông thôn càng tồi tệ hơn. Bệnh nhân chen chúc nhau trong khoa tim của các bệnh viện nhưng không phải ai cũng được chẩn đoán chữa trị kịp thời. Kết quả là mỗi năm thì có hàng ngàn bệnh nhân chết vì những sự cố liên quan đến tim. Trước sự thật đau buồn đó thì một kỹ sư tin học đã quyết định là tạo ra một công cụ hữu ích tương tự máy tính bảng gọi là Cardiopad. Chiếc Cardiopad của kỹ sư Arthur Zhang tương tự như máy tính bảng thông thường, song được tích hợp hệ thống ghi nhịp tim của bệnh nhân và truyền dữ liệu từ xa đến bác sĩ chuyên khoa tim thông qua mạng thông tin di động. Sau đó, bác sĩ cũng sử dụng Cardiopad sẽ tiến hành phân tích kết quả và kê đơn thuốc thích hợp cho bệnh nhân ở xa. Một từ điển bách khoa với các bệnh tim mạch được tích hợp trong Cardiopad để giúp cho việc chẩn đoán của bác sĩ. Chúng tôi đã sản xuất được 20 chiếc rồi, nhưng chủ yếu để phục vụ mục đích giới thiệu quảng cáo và thử nghiệm. Tuy nhiên, mục tiêu chính của chúng tôi là sản xuất nhiều thiết bị hơn nữa để đáp ứng nhu cầu cấp bách của hàng trăm bệnh viện ở vùng nông thôn. Cũng như hầu hết các bệnh viện ở những vùng hẻo lánh của Cameroon, bệnh viện Bonkomo cũng không có khoa tim mạch. Với những bệnh nhân bị tim không có điều kiện lên thành phố để chữa trị, thì thiết bị này quả là một liều thuốc quý. Với Cardiopad, chúng tôi sẽ kiểm tra cơ bản, sau đó thực hiện điện tâm đồ và gửi kết quả cho các chuyên gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức đối với kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết này, đó là sáng tạo thêm một bộ pin cho chiếc Cardiopad để phòng trường hợp nhiều bệnh viện ở vùng xa hẻo lánh bị mất điện. Song Zhang cho biết, anh đang nghiên cứu một phiên bản Cardiopad chạy bằng năng lượng mặt trời.
Vào những ngày tháng 6 này, cả thế giới đều hướng sự chú ý về đất nước của những vũ điệu samba sôi động Brazil để dõi theo những trận cầu đỉnh cao. Cũng có rất nhiều cách để một người có thể thể hiện tình yêu với môn thể thao vua này. Và mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng một người đàn ông Hà Lan sống tại Mỹ đã tự mình lái xe hơn 20.000 km đến Brazil để cổ vũ cho đội bóng nước nhà. Ông Ben Odie Campius, 52 tuổi, đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ ngày 15 tháng 1 năm 2014 bằng chiếc Chevy truck được sản xuất vào những năm 1995. Cổ động viên cao tuổi và cuồng nhiệt người Hà Lan này đã vượt qua gần 13.000 dặm, tương đương hơn 21.000 km từ San Francisco, Mỹ đến Brazil để xem đội tuyển yêu thích của mình thi đấu trong mùa World Cup năm nay. Bóng đá mang lại cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ và cởi mở hơn khi bước chân vào trận đấu. Giữa chúng ta không còn khoảng cách về địa lý hay bất kỳ điều gì khác, mà chỉ còn một thứ tình yêu duy nhất với môn thể thao hấp dẫn này thôi. Trong cuộc hành trình của mình, ông Odile băng qua sa mạc, núi rừng, xuyên qua hai nửa bán cầu và hơn 12 quốc gia. Ông cũng không bỏ lỡ cơ hội thu thập lại những kỷ vật hay chữ ký của những người hâm mộ bóng đá trên các vùng đất mà ông đi qua. Ông chia sẻ, chiếc xe tải là người bạn đồng hành tuyệt vời. Nó được trang trí đậm chất bóng đá để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Hà Lan chơi tại World Cup. Chiếc xe này vẫn còn nguyên bản từ khi được sản xuất vào năm 1995. Tất cả các họa tiết trên xe đều được sơn bằng tay và lũ trẻ đã giúp tôi việc đó. Được biết, trên đường đi, ông Odie còn tổ chức các chương trình vui chơi giải trí cho trẻ em khuyết tật ở những nơi mà ông đi qua, bởi ông luôn tâm niệm bóng đá sẽ mang mọi người đến gần nhau hơn. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.